cốc sữa này của tớ đấy. Của cậu đấy, cậu uống đi. Bát cơm này của tớ đấy nhá. Của cậu đấy, cậu ăn đi. Đĩa khoai này của tớ đấy nhá. Cũng là của cậu đấy, cậu ăn nốt đi. Thế đống bát đĩa này là của ai? Đều là của cậu, tất cả của cậu. Cậu rửa đi nhé. Quái, không phải của tớ. Chào Miu và bé, hai bạn đang tranh luận gì vậy? Chúng cháu chào cô Thụy Anh ạ. Miu hơi tham cô Thụy Anh ạ. Cái gì Miu cũng nhận là của mình, nhưng ăn xong bát bẩn, đĩa bẩn, cốc bẩn, Miu lại không nhận là của mình. Miu đùa thôi cô Thụy Anh ạ. Miu đi rửa bát ngay đây. Chà, ăn thì nhanh mà phải rửa mấy thứ liền. Cô hiểu rồi. Thế Miu phải rửa mấy thứ? 3 thứ cô Thụy Anh ạ. 1 cốc, 1 đĩa, 1 bát. Thế đã là gì? Hôm trước sinh nhật cháu, cháu và anh Dế cũng phải rửa cả đống bát đĩa. Cả đống? Nghĩa là mấy bát đĩa cơ? Không phải mấy đâu, mà là bao nhiêu bát đĩa. Miu hiểu rồi. Miu nhớ cô Thụy Anh từng dạy, dưới 10 thứ là mấy, còn hơn 10 thứ là bao nhiêu. Chắc là bé phải rửa hơn 10 cái bát đĩa. Đúng thế đấy, nhưng mình phải học cách đếm số nhiều hơn 10 mới được. Để cô Thụy Anh sẽ hỏi các bạn trẻ học tiếng Việt xem các bạn đã biết đếm đến số bao nhiêu rồi nhé. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào các bạn trẻ yêu quý. Chúng mình cùng nhẩm lại xem mình đã đếm được đến số bao nhiêu trong tiếng Việt rồi nhé. Miu xung phong đếm từ 1 đến 10. Mời các bạn đếm cùng Miu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuyệt vời! Miu đã biết đếm từ 1 đến 10 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm tiếp nhé. Những số có 1 chữ số như thế này thì ta gọi là hàng đơn vị. Khi bắt đầu có 2 chữ số thì ta gọi là hàng chục. Mời các bạn cùng đọc các con số hàng chục cùng cô Thụy Anh. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tiếp theo đó sẽ là số hàng trăm, bắt đầu có 3 chữ số. Như vậy, chúng ta chỉ việc đọc ghép số hàng chục vào hàng đơn vị là có thể đếm tiếp được rồi. Ví dụ này, 11 là 10 cộng với 1. 11. 27 thì chúng ta sẽ đọc là 20 cộng với 7. 27. 39 thì chúng ta sẽ đọc là 30 cộng với 9 là 39. Mời các bạn đọc theo cô nhé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trong dãy số vừa rồi, các bạn thấy có con số này 15 thì lại bị đọc chệch đi, không gọi là 15 mà biến âm thành 15. Các bạn có nghe thấy không? Miu có nghe thấy không? À, đúng rồi. Thế còn ở đây nữa, có một con số mà chúng ta thấy có điểm khác biệt. Số 1 này, 11. Nhưng từ số 20 trở đi thì số 1 này lại được đọc là mốt. Không phải là 1 mà là mốt.
Mời các bạn thử đọc cùng cô nhé. 21 31 41 51 61 71 81 91. Hay không? Như vậy là khi đọc sang các con số hàng chục thì chúng ta đọc khó hơn một chút, nhưng các bạn đã nhớ rồi. 5 thành 5, 1 thành 1. Các bạn ơi, còn một con số này nữa. Các bạn ơi, còn một con số này nữa rất là đặc biệt trong tiếng Việt, đó là số 4. Khi đọc với số hàng chục thì chúng ta có thể đọc 4 cũng được mà 4 cũng được. Các bạn thử đọc cùng cô nhé. 24 34 44 54 64 74 84 94. Nghe hơi lạ một chút đúng không? Nhưng mà trên thực tế người ta có thể đọc là 4, cũng có thể đọc là 4. Ôi khó thế cô Thủy Anh ơi, lúc là 1, lúc là 1, lúc là 4, lúc là 4, lúc là 5, lúc là 5. Miu nói đúng đấy, rất là khó. Nhưng mà hôm trước các bạn trẻ đã nói càng khó càng thấy hay mà. Còn bây giờ cô mời Miu Nguyễn và các bạn cùng luyện tập nói các con số nhé. Có lẽ là bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi với cả gia đình thì việc đếm số sẽ vui hơn rất nhiều. Xin mời các ông bà, bố mẹ cùng chơi với các bạn nhé. Các bạn hãy tìm một tờ giấy và chúng ta viết vào đó những con số từ 1 cho đến 100. Như thế này này. Mỗi người chơi cầm một chiếc bút màu khác nhau. Ví dụ, cô Thủy Anh sẽ cầm bút màu đỏ. Miu sẽ cầm bút màu xanh. Và bé cầm bút màu vàng. Sau đó, chúng ta nhìn vào trang giấy có nhiều con số ở trên đó và xem ai nhanh mắt hơn nhé. Mỗi khi ai tìm thấy chữ số thì khoanh tròn vào chữ số đó và đọc to lên. Cô và bé và Miu cùng chơi thử để mọi người xem nhé. Nào, bắt đầu. Cô đã nhìn thấy số 1, số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ôi, Miu tinh mắt quá. Miu nhìn và khoanh được nhiều số ghê. Các ông bà, bố mẹ và các bạn đã biết cách chơi rồi đấy. Chúng ta cứ tiếp tục chơi như vậy cùng với các bạn trẻ. Và cho đến khi nào cả nhà tìm ra hết 100 chữ số thì mình đếm xem những vòng tròn màu nào nhiều hơn thì người cầm bút màu đỏ chiến thắng. Vui quá! Biết đọc số rồi thì sẽ đi chợ được, sẽ làm toán được. Cô muốn quay trở lại với câu chuyện lúc ban đầu, cuộc tranh cãi giữa Miu và bé. Cách nói của ai trong tiếng Việt thật là đơn giản. Chỉ cần nói của và ai đó. Ví dụ, của tôi, của bạn, của các bạn, của họ, của cô ấy, của mẹ, của ông, của bà. Khi một thứ không của riêng ai cả thì chúng ta gọi là của chung. Khi muốn nói ai làm một việc gì đó với một món đồ của chính người đó thì ta nói
của mình. Cái này hơi khó một chút. Cô lấy ví dụ nhé. Cô Thủy Anh mời bé một bát cơm, mời Miu một bát cơm. Xin mời các bạn ăn bát cơm của mình. Ai cũng có một bát cơm. Miu ăn bát cơm của mình và bé ăn bát cơm của mình. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Miu hiểu rồi. Mọi người ăn xong đều nên rửa bát của mình. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã học đếm số. Vậy cô Thủy Anh sẽ mời các bạn tham gia thử thách nhé. Có hai thử thách. Một là mời các bạn hãy viết ra con số này 44 hoặc là 44. Và cứ gặp người Việt nào, các bạn đề nghị người Việt đó đọc con số đấy cho các bạn. Sau đó chúng ta ghi lại xem bao nhiêu người đọc là 44 và bao nhiêu người đọc là 44 nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thử thách thứ hai, đó là thử thách làm toán như bé vừa gợi ý. Mời bé và Dế cùng với các bạn trẻ trả lời cho cô nha. Một người có mấy chân? Một người có hai chân. Đúng rồi. Hai người có mấy chân? Hai người có bốn chân. Giỏi quá. Bây giờ mời các bạn trẻ đang ngồi trước màn hình trả lời thật nhanh nhé. Bắt đầu. Ba người mấy chân? Bốn người mấy chân? Năm người mấy chân? Sáu người bao nhiêu chân? Mười người bao nhiêu chân? Miu và bé có kịp nhẩm tính không đấy? Bây giờ các bạn thử nói cho cô biết nha. 23 người có bao nhiêu chân? À, 23 người hay là 23 mèo cô Thủy Anh ơi? Miu cứ giả vờ hỏi vì Miu không tính ra. Bé cũng không tính ra. Bé sẽ gọi điện hỏi anh Dế nhé. Alo, anh Dế ơi. Anh Dế có biết 23 người có tất cả bao nhiêu chân không? 46 chân ạ. Em cảm ơn anh. Anh Dế của bé đúng là giỏi toán. Đúng là 23 người thì có 46 chân. Thử thách ngày hôm nay, cô Thủy Anh đố các gia đình nghe và học bài hát Rành rành ràng ràng. Bài hát này có trò đếm chân rất là hay. Cô mời các bạn cùng hát và múa theo cô một đoạn trong bài hát nữa. Chúng mình dùng quạt để múa và hát nhé. Mời các bạn xòe quạt ra giống cô Thị Anh và chúng ta cùng nhảy nhé. Rành rành ràng ràng ba gang xếp lại, rành rành ràng ràng xích lại cho gần. Một người hai chân này, hai người bốn chân này, ba người sáu chân này, bốn người tám chân này, năm người mười chân này. Chân gầy chân béo, chân béo chân gầy, đền vai cho bà vải hoa vải trắng, đến mai trời nắng đem vải ra phơi. Rành rành ràng ràng, rành rành ràng ràng. Vui không? Như vậy đấy các bạn ạ, chỉ có một việc đếm số mà chúng ta có cả trò chơi, có cả bài hát, có cả điệu múa nữa, thật là vui đúng không? Còn bây giờ thì xin mời các bạn xem tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ của chúng ta, bài hát Rành rành ràng ràng. Cô Thủy Anh, bé và Miu cùng chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại chương trình tuần sau nhé. Xin chào các bạn. Tạm biệt.